Thưa quý vị, sách Gia Cơ là một sách nhấn mạnh về tầm quan trọng một đức tin đi đôi với việc làm trong đời sống thực tế của một cơ đốc nhân. Đức tin phải có việc làm để chứng minh rằng đức tin đó thực sự đến từ Đức Trời. Nếu mà không có việc làm để chứng minh thì đức tin đó chỉ là một đức tin chết. Thưa quý vị, những người mà được Chúa kêu gọi để hầu việc Chúa thì họ chắc chắn phải có những biến động đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Đó là họ đã gặp được Chúa Giêsu. Từ bước ngoặt đó, họ mới có thể hy sinh cuộc đời còn lại của mình vì cớ tin lành của Chúa. Họ bỏ lại quá khứ và bắt đầu cuộc đời đổi mới trong Chúa cứu thế Giêsu. Cuộc đời mới của họ vẫn tiếp tục là cuộc sống thường nhật, nhưng cuộc đời mới của họ được đặt Chúa Giêsu làm trung tâm điểm, được đánh dấu bằng đức tin và cuộc sống mới gắn liền với nhau. Cuộc sống mới được giấu trong ân điển và tình yêu của Chúa, để đức tin đó làm chứng về Ngài qua việc làm, rao giảng tin lành, rao giảng nước trời của Đức Chúa Trời, rao giảng sự ăn năn và sự tha tội. Việc làm là bằng chứng của một đức tin thật. Thư Gia Cơ đó đã nêu rõ, ông nói ông Abraham tin Chúa và được kể là công chính. Tuy nhiên đức tin của ông không phải là chỉ là thừa nhận bằng lý trí, có là nghĩa là có Chúa và nghĩa ông nghĩ là Chúa nói đúng, Chúa thành tín, nhưng ông đã bày tỏ đức tin của mình bằng cách vâng lời Chúa mà bỏ xứ ra đi. Cũng với đức tin ấy, ông đã dâng con trai của mình lên bàn thờ theo lời Chúa truyền bảo. Trong ý nghĩ này đó, Thư Gia Cơ dạy rõ đức tin không có việc làm là đức tin chết. Điều này trong Gia Cơ chương 2 câu 26. Việc làm là kết quả của đức tin thật. Ê-phê-sô 2 câu 10 dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy, chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành. Người có đức tin thật thì sẽ được cứu, và khi đã được cứu rồi đó thì họ sẽ được đổi mới. Người mà được đổi mới đó thì sẽ có một bản tính mới, ước muốn mới, khả năng mới. Như vậy người đó sẽ bắt đầu làm những việc lành mà Chúa muốn họ làm. Nếu một người nào mà nói rằng mình tin Chúa mà không có kết quả việc làm đó, thì họ cần phải coi lại đức tin của mình có thật là hay là không. Gia Cơ chương thứ nhất câu 26 và 27 dạy như thế này: nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng người mồ côi, người khóa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy cho khỏi sự ô uế của thế gian. Như sứ đồ Phaolô đã được gặp Chúa trên đường Đan Mạch, và cuộc đời của ông đã được biến đổi hoàn toàn, từ một người bắt bớ đạo Chúa cho đến mà ông trở nên một tôi tớ trung thành truyền bá đạo của Ngài. Các sứ đồ cũng vậy, họ đã trở nên những người can đảm hơn, mạnh mẽ hơn sau khi họ chứng kiến sự phục sinh của Chúa Giêsu. Họ không còn là những môn đồ yếu đuối sợ hãi nữa, bởi vì họ đã được kêu gọi phải là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và biến động phục sinh của Chúa Giêsu phải tìm thấy được trong cuộc đời của họ, đó là một cuộc đời được theo Chúa và được Chúa biến đổi hoàn toàn. Có khi nào ông bà chị em ngồi lại nhìn lại cuộc đời theo Chúa của mình hay không? Cuộc đời mình có gì thay đổi hay là không? Hay là cuộc sống trước và sau khi tin Chúa hoàn toàn không có chút gì thay đổi hết? Trên một phương diện nào đó, chúng ta nhìn nhận rằng mình đã sai trật, mình thiếu sót và mang một đời sống cơ đốc nhân thất bại, mặc dù chúng ta đang ngồi trong hội thánh, đang sinh hoạt với hội thánh, mỗi chủ nhật được gần với lời của Đức Chúa Trời, được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, nhưng mà đời sống lại nguội lạnh hoặc là năng nổ. Chúng ta năng nổ trong mọi công tác nhưng lại mang một cái tinh thần là bè đảng, gây chia rẽ và chỉ trích. Có những cuộc đời cơ đốc nhân sau khi tiếp nhận Chúa rồi đó, họ rất là bình lặng,
mình lặng đến nỗi không nhớ đến những biển động nào đã đưa mình đến sự tiếp nhận Chúa. Nhưng lại có những cuộc đời Cơ Đốc nhân sau khi họ tiếp nhận Chúa, họ nhớ rất rõ Chúa đã làm ơn làm cho mình, và họ không bao giờ quên những ngày mà Chúa đã biến đổi cuộc đời mình trở nên mới. Trong cái thời đại ngày hôm nay, chúng ta thấy những Cơ Đốc nhân họ thường đến những cái hội thánh nơi nào mà dễ dãi, nhẹ nhàng, đừng chú trọng quá về tội lỗi. Chúng ta không phát triển vì con người luôn luôn đi tìm những sự thoải mái và sự nhẹ nhàng. Chúng ta nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi, được cứu rồi là đủ. Ngày nay quý vị coi trên Internet đó, đầy dẫy những câu chuyện về đạo. Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng phải. Có phải không quý vị? Miễn sao mình sống không trái với lương tâm thì sẽ được vào nước thiên đàng. Có bài hát Pháp có tựa đề là On ira toujours au paradis, là mọi người đều sẽ được vào nước thiên đàng. Người giàu, người nghèo, người thánh thiện lẫn người ác tâm, người phạm tội lẫn người không phạm tội, tất cả sẽ được vào thiên đàng. Khỏe quá, còn gì phải lo, phải cho linh hồn nữa, phải không quý vị? Xin quý vị hãy nghe lời Chúa chép trong truyền đạo 11. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi điều ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Và trong truyền đạo 12, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc việc thiện hoặc ác cũng vậy. Sẽ không có những cảnh thiên đàng dành cho tất cả theo lời Kinh Thánh đã dạy. Và ngày hôm nay cũng vậy. Có biết bao nhiêu bài viết để ru ngủ những Cơ Đốc nhân với những phúc âm được gọi là dễ dãi. Họ hướng dẫn sai lầm trong cái niềm tin của Cơ Đốc. Họ nói rằng sống sao cũng được đó. Tin Chúa là đủ rồi. Mình được cứu rồi. Không cần có một đời sống hợp lẽ với đức tin cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều mà họ đã lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời. Họ xem thường cái dòng quyết vô tội của Chúa, cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý vị, lúc nào Satan cũng luôn luôn muốn con dân Chúa nằm ngủ trên một cái chiếc giường êm ái của ân điển, và luôn luôn muốn con người dùng sự khôn ngoan riêng của mình á, để rơi vào cái bẫy cái mà tranh luận lời của Đức Chúa Trời. Và sự tranh luận lời Chúa luôn đưa con người đến một chỗ gọi là kiêu ngạo kiến thức thuộc linh. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không phải là những lời kinh cậy của loài người. Đây là một tư tưởng sằng bậy dẫn đến hành động sỉ nhục sự hy sinh đổ huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Và những người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân mà đi theo lý tưởng như vậy đó, thì họ sẽ không còn một cơ hội nữa để mà ăn năn nữa. Vì họ đã đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá thêm một lần nữa và đã làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vì họ đã biến sự sỉ nhục, sự chết trên thập tự giá là chỉ là điều vô ích và là trò cười cho thiên hạ. Cho nên như vậy đó thì họ không cần nhọc công đi truyền giảng tin lành để làm gì. Bởi vì tội lỗi không còn là một vấn đề nữa. Và con người cũng không cần ăn năn tội trở về Chúa để nhận lại sự sống đời đời nữa. Và cũng sẽ không cần đến Kinh Thánh, không cần đến sự cầu nguyện nữa. Họ nghĩ là đi theo Chúa tà là được rồi. Như vậy cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Và nghĩ rằng sống nhân ái là được Chúa thông cảm, ăn hiền ở lành thì được Chúa chấp nhận bởi công đức mà mình tạo ra. Đây là men của ma quỷ hành động. Họ đưa vào trong lòng những Cơ Đốc nhân trong hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa không còn sự sống động là sự phục sinh đắc thắng tội lỗi và sự chết của Chúa Giê-xu nữa, và khiến cho hội thánh mất đi chức năng của muối và ánh sáng phúc âm tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý vị, bởi vì chúng ta sống trong một cái xã hội đạo công bình của Chúa không còn được xem trọng nữa, bởi vì đạo công bình của Chúa sẽ không được thực hiện trong một hội thánh.
Trong một hội thánh đó, ai muốn làm thì làm. Thưa có phải không? Sách Gia Cơ dạy đạo công bình của Chúa chứa đựng một nếp sống yêu thương người lân cộng như mình. Không thiên vị hãy mang gánh nặng cho nhau. Sống thánh sạch, không coi trọng người giàu, khinh người nghèo. Coi trọng người học thức, không coi thường người thất học. Vì tất cả mọi người đều phạm tội, đều cần đến huyết của Chúa Giêsu. Coi trọng người này mà khinh người kia theo các cái nhìn của chúng ta đó, và theo đời này đó, thì chúng ta đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, phải không quý vị? Câu 5 chép như thế này: Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho những kẻ kính mến Ngài hay sao? Kính thưa quý vị, đức tin phải đi đôi với việc làm. Như câu 14 chép: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Hỡi anh em, từ này dùng cho những người cơ đốc nhân, cho những anh em trong Chúa. Chúng ta thường nói chúng ta tin Chúa thì chúng ta được cứu, nhưng mà chúng ta được cứu khỏi điều gì quý vị? Thứ nhất là chúng ta được cứu trong quá khứ. Trong quá khứ chúng ta được cứu khỏi cuộc sống cũ, quá khứ phạm tội, được cứu khỏi những án phạt dành cho những người từ khước sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và nhờ đó chúng ta được cứu ra khỏi lò lửa của quả ngục đời đời. Kể từ ngày mà chúng ta bằng lòng mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình thì cuộc đời chúng ta được Chúa tái sinh. Và chúng ta được cứu trong hiện tại. Được cứu trong hiện tại là được cứu ra những hành động của tội lỗi. Đó là sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta được tái sinh thì chúng ta được tiến trình thánh hóa đời sống và được theo sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Sự tiến trình thánh hóa này đòi hỏi cả một đời, và nhờ Chúa Thánh Linh sống trong lòng của chúng ta, Ngài sẽ dạy dỗ, sửa trị, bẻ trách bởi lời lẽ thật của Ngài. Tiến trình thứ ba đó là chúng ta được cứu trong tương lai. Được cứu trong tương lai là được cứu khỏi sự hiện hữu của tội lỗi trong sự chờ đợi Chúa tái lâm. Cái ngày mà chúng ta được Chúa biến hóa, có nghĩa là sự cứu rỗi này chúng ta đã được chiến thắng, vẫn chiến thắng và sẽ chiến thắng khỏi sự phạm tội cho đến ngày mà Chúa Giêsu đến. Một vài cô đốc nhân họ nói rằng Chúa đã thắng chứ chúng ta đâu có thắng. Nói như vậy thì xin xét lại xem chúng ta có phải là một cơ đốc nhân hay không. Lời Chúa hứa ban cho tất cả những cơ đốc nhân như thế này: Chúa nói ta thắng thì các ngươi cũng sẽ thắng. Trung tín và kiên trì xin Chúa nuôi dưỡng đức tin của chúng ta bằng sự thành tín của Chúa, bởi ân điển của Chúa. Phúc âm và chân lý cứu chuộc của Chúa Giêsu sâu nhiệm lắm, chứ không phải đơn giản như bao nhiêu người chúng ta nghĩ. Chúng ta thường nghĩ là họ không làm những điều trái với lương tâm và có cảm tình với đạo Chúa thì sẽ được lên thiên đàng. Thưa không quý vị, chuyện đó không có đâu. Không phải là ai cũng được vào nước thiên đàng một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta được cứu khỏi những hành động tội lỗi. Tội lỗi không có quyền trên chúng ta nữa. Sáng thế ký chép rằng tội lỗi rình rập chúng ta trước cửa lòng chúng ta, nhưng chúng ta phải biết quản trị nó. Chúng ta không có thể nào nói tôi phải làm như vậy, vì tôi là con người và bản chất của con người là phạm tội, làm sao được trọn vẹn được. Đây là một lời nói để biện luận, để bao chữa cho sự lựa chọn cách sống dễ dãi giữa đời và đạo. Chúng ta không bắt buộc phải phạm tội. Tội lỗi không có quyền trên chúng ta nữa. Chúng ta còn phạm tội là bởi vì chúng ta muốn phạm tội. Và đó là căn bản của sự cứu mà Gia Cơ muốn nói ở đây. Chữ cứu ở đây là cứu chúng ta khỏi lối sống thích sống trong tội lỗi. Sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh vừa đó thành lập đó, viết cho những tân tín hữu còn non nớt. Sứ đồ Gia Cơ cũng dạy cho các tín hữu và dặn trong hội thánh của Chúa biết rành về luật pháp, vì họ đã tin Chúa lâu năm nhưng mà đời sống đạo vẫn không có gì tốt hơn. Họ vẫn phải uống sữa,
Không thể thế nào ăn những đồ đặc cứng. Mục sư á, thì không được giảm mạnh quá. Đụng chạm đến tội lỗi á, thì không chịu được, sẽ giận. Khi giận á, thì họ sẽ kéo bỏ đi, đi chỗ khác á, thì mục sư sẽ khổ. Vì chúng ta biết rằng họ thánh á, thì tự trị tự lập. Cho nên nếu mà họ kéo bỏ đi là họ thánh không có tiền để trả chỗ mướn nhà thờ hay là cung lương cho mục sư á, thì rồi họ thánh nó sẽ bị đóng cửa. Cho nên mục sư phải kiên trì, phải làm vừa lòng họ. Thưa quý vị, Chúa cứu chúng ta với mục đích là thánh hóa chúng ta trở một dân thánh là biệt riêng cho Ngài. Ngày nay chúng ta tiếp nhận Chúa với đức tin là bước đầu tiên chúng ta qua quá trình thánh hóa. Giống như nhà thần học John Wesley đã nói, phải có một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta có hai chữ lại Chúa là chúng ta được bước vào nước trời đâu. Nhưng phải có phẩm hạnh thánh khiết, phẩm chất một công dân nước trời là phải thánh khiết. Đó với gì? Biết bao lần mà Chúa dạy cho công dân Chúa phải thánh khiết. Chúa nói là vì ta là thánh. Bao nhiêu lần Kinh Thánh dạy, phải nên thánh thì mới thấy được nước Chúa Trời. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa nói phước cho những kẻ nào có lòng trong sạch vì sẽ thấy được nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ tin Chúa là đã được cứu rồi, chúng ta muốn tiếp tục sống như thế nào là sống. Tôi được tin Chúa cứu rồi, tôi được có sự sống đời đời rồi. Như vậy Chúa không còn quan hệ gì với tôi nữa hết. Không cần đến kinh thánh, không cần đến sự cầu nguyện, không cần làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta sau là khi chúng ta được cứu. Nên biết như thế này quý vị, nhiều kẻ được gọi nhưng mà ít kẻ được chọn. Chúng ta thực hiện đức tin bằng hành động, sẵn sàng dấn thân. Chúng ta có thể làm việc, phải bỏ một đợt sống chứng minh rằng chúng ta là một cơ đốc nhân, là môn đệ của Chúa Giêsu. Sau khi tiếp nhận Chúa, đức tin phải được bày tỏ qua hành động, được tái sinh rồi. Quý bà nghĩ em nghĩ rằng có thể tiếp tục sống nếp sống cũ, có thể tiếp tục trộm cắp, tiếp tục nói dối, tiếp tục chửi thề, tiếp tục làm những điều xấu và tiếp tục canh ghét, giận dữ hay là chia rẽ, là bè đảng với nhau. Nếu mà lối sống của chúng ta sau khi tiếp nhận Chúa mà không có sự thay đổi nào để chứng minh là đức tin của chúng ta tin Chúa đó, chúng ta kính sợ Chúa đó, chúng ta không biết ăn năn á, thì quý vị có nghĩ rằng trong nước trời Chúa sẽ có một chỗ dành cho những người bất khiết hay không? Thưa, sẽ không có chuyện đó đâu quý vị. Thơ Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 10: và ấy là nhờ ơn biển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Quý ông bà, anh chị em để ý đến câu chúng ta là việc Ngài làm ra. Có nghĩa là chúng ta là những tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra đó quý vị. Chúng ta là lá thơ được Chúa viết bằng thịt để cho mọi người cùng thấy và cùng đọc. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin, nhưng chúng ta được Chúa cứu để trở nên là một tác phẩm đẹp cho Chúa. Chúng ta đặt đức tin nơi đấng đã thay đổi cuộc đời chúng ta. Chúa đã xóa bỏ tất cả quá khứ phạm tội của chúng ta, như mà Chúa đã xóa bỏ quá khứ của người đàn bà Samari, để bắt đầu lại từ đó chúng ta rao giảng tin lành. Không chỉ tin mà thôi, nhưng phải có việc làm, để không có sự mâu thuẫn trong niềm tin cơ đốc. Thưa quý vị, trong Hội Thánh có những công tác xã hội. Và khi chúng ta làm những công tác xã hội, có phải chúng ta để cho Hội Thánh của chúng ta được nổi danh hay không? Thưa không quý vị. Nhưng mà chúng ta làm để chứng minh đây là công việc tốt và những công việc lành, là bằng chứng của những việc làm bởi đức tin, bởi vì chúng ta là công việc của Ngài làm ra. Kinh Thánh Gia-cơ dạy chúng ta đức tin phải đi đôi với việc làm. Và sứ đồ Gia-cơ nói đây là cơ hội cho những chúng ta để nảy nở bông trái của Chúa Thánh Linh. Và đây là những cơ hội để chứng minh rằng đức tin của chúng ta là một đức tin sống. Và cho nên chúng ta phải làm những việc như vậy.
quân bình phải có cả đức tin lẫn việc làm. Đức tin mà không có việc làm, đức tin thuộc về ma quỷ. Cho nên câu 19 nói rằng người tin chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ không có sự cứu rỗi. Chúng ta đó quý vị, chúng ta có được sự cứu rỗi. Số phận của ma quỷ là ở trong quả ngục đời đời. Còn chúng ta thì được cứu khỏi quả ngục đó. Chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta chỉ có một loại đức tin mà thôi. Chúng ta không nói không nên mà lấy những đức tin nào khác để mà so sánh. Đức tin của chúng ta cần phải có việc làm. Và đức tin này phải là đức tin sống động và thật. Nếu chúng ta nói chúng ta có đức tin nơi Chúa thì phải chứng minh bởi việc làm. Ngày nay lời nói và việc làm không đi đôi với nhau giữa một xã hội chúng ta đang sống. Nhưng mà một cơ đốc nhân có một đức tin mà không có việc làm thì chỉ là một cơ đốc nhân hữu danh vô thực như là một cái xác chết. Và đức tin không có việc làm thì chết. Xác không có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy. Nếu không có đức tin thì chẳng có gì để thúc đẩy một người hành động. Mà đức tin của một người cũng chưa kể là thật nếu nó không thúc đẩy người ấy hành động. Đức tin và việc làm hai mặt kết hợp hỗ tương của một người kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta trọn lòng tin cậy Ngài và hết lòng trong công việc lành để qua đó người khác biết chúng ta là con cái của Ngài. Đó là lời nói, hành động và việc làm của chúng ta phải đi đôi với đức tin của mình. Amen. Tạ ơn Chúa đã chết thay tội con. Lần rồi Chúa chịu gánh thay đớn đau, cứu muôn người thoát nguy khỏi xiềng ma vương, giúp con được thắng hơn xích xiềng tối tăm. Nơi thập giá Cha đã chuộc mọi tội lỗi nay được tha, và đóng đinh mọi khe ước trái với đời sống con. Trong ân điển thiên thượng con được tự do sống vui, bao cơ cực từ nay đã qua vì có Giê-xu. Lẽ sống đời con chính Giê-xu, giọt mưa vượt qua giăng cho. Sự dân khiến cho lòng tôi mới không điều chi cách ngăn với tình yêu Chúa cha. Từ khi Giêsu đến trong tâm hồn thỏa lòng đầy an vui, từ khi Giêsu đến trong tâm hồn.